Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Huỳnh Hiệu Minh bị tai nạn, phải cấy nẹp vít vào người. Nhiều tin đồn hẹn hò với một hot girl trẻ chỉ sau vài tháng ly hôn thì nam diễn viên Huỳnh Hiệu Minh không may gặp tai nạn, phải nhập viện điều trị khiến nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe, an toàn của anh. Sau 9 tháng chính thức ly hôn với Angela Baby, sự nghiệp của cả hai có sự thay đổi rõ rệt. Mới đây trong chương trình truyền hình thực tế nhà hàng Trung Hoa mùa 6 với sự góp mặt của Huỳnh Hiệu Minh, Trương Nhược Nam, Nhuận Chính, Trần Lập Nông, khi ở đây họ điều hành một nhà hàng. Tại chương trình, những ngôi sao của đất nước tự nhiên phải xắn tay áo đi chợ, nấu nướng phục vụ khách hàng như những ông chủ, nhân viên kinh doanh, quán ăn thực thụ, cùng với những gương mặt của nhiều nghệ sĩ mà không ai nhìn thấy được đã thỏa mãn sự tò mò của những người hâm mộ, thu hút sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Trong tập mới phát sóng, Huỳnh Hiệu Minh đã nhận được sự quan tâm của mọi người khi bàn trên trái xương vù. Trước sự quan tâm lo lắng của mọi người, Huỳnh Hiệu Minh đã lần đầu hé lộ nguyên nhân khiến mu bàn chân trái của mình xương vù lên như hiện tại. Theo đó, Huỳnh Hiệu Minh nói với Trương Nhược Nam, do chân nam diễn viên bị gãy xương, nhập nên trong chân anh đang có tới 6 chiếc nẹp vít. Cụ thể, Huỳnh Hiệu Minh chia sẻ năm 2012, khi quay một cảnh võ thuật trong bộ phim Bạch Phát Ma Nữ, Minh Nguyệt Thiên Quốc, Huỳnh Hiệu Minh đã muốn bay từ một cầu bằng cách treo quay da, đáp xuống vai một người, và sau đó nhảy lên và đáp xuống phía kia cầu. Động tác này hơi khó, anh tình nguyện thực hiện lại 33 lần. Trong lần thực hiện cuối cùng, anh bị ngã từ trên cao 7m xuống khiến nam diễn viên bị thương, gãy chân. Với vết thương khá nặng nên bác sĩ đã quyết định cài 4 chiếc đinh thép vào chân của Huỳnh Hiệu Minh, đồng thời dặn anh phải nghỉ ngơi từ 3 đến 5 tháng. Nhưng 40 ngày sau, Huỳnh Hiệu Minh đã trở lại đoàn làm phim. Trước tiết lộ về việc bị chấn thương đến mức phải cấy nẹp vít, Huỳnh Hiệu Minh cũng không quên dặn dò đàn em Trương Nhược Nam phải cẩn trọng khi thực hiện những cảnh quay nguy hiểm như thế. Bởi, nam diễn viên cho biết do chất lượng của cây Weiji tại đại lục không đồng đều, dễ xảy ra tai nạn trên phim trường và trên sân khấu khiến nghệ sĩ khó đề phòng. Không riêng gì về việc Huỳnh Hiệu Minh tiết lộ bị té từ trên cao xuống mà ngay cả trong giai đoạn ra mắt, nam diễn viên đã gặp phải nhiều tai nạn trong quá trình quay phim. Theo đó, vào năm 2003, Huỳnh Hiệu Minh lái xe cho đoàn làm phim. Khi đi qua sa mạc đã vô tình rơi xuống hố lớn trên đường cao tốc, anh bị lái gấp, trượt dài 48m, xe lật trên sa mạc, gãy đốt sống cổ thứ 5 và thứ 6. Bác sĩ yêu cầu Huỳnh Hiệu Minh đến một bệnh viện lớn trong quận để bó bột và anh không thể cử động trong ít nhất 3 tháng. Nhưng do bản thân không muốn làm chậm tiến độ của đoàn phim nên đã tự mua nẹp cổ và nhất quyết quay phim. Từ đó đến nay, đốt sống cổ của anh có vấn đề, ngày nào cũng phải kê gối cột ngủ. Khi đi xe ô tô cũng phải đeo một chiếc gối kê cổ chuyên dụng. Về những tai nạn dường như thập tự nhất sinh, Huỳnh Hiệu Minh có tiết lộ trong một chương trình diễn thuyết rằng động lực để làm việc chăm chỉ là để đạt được nhân phẩm. Tôi không giống như Châu Tấn, Tôn Trị Lôi, Huỳnh Bột, bởi họ được sinh ra với kỹ năng diễn xuất. Tôi là người mà mọi người có thể nghĩ là có vẻ tốt, nhưng thiếu sức mạnh. Cách duy nhất tôi có thể làm cho tất cả mọi người thấy được đó chính là sự chăm chỉ để thành công, nam diễn viên chia sẻ. Khi được hỏi, hiện tại Huỳnh Hiệu Minh đã trở thành một ông chủ có trí tuệ cảm xúc cao. Một diễn viên tên tuổi như anh vẫn không ngừng chăm chỉ như ngày nào, bởi ở anh còn là gánh nặng của công ty và gia đình. Huỳnh Hiệu Minh chia sẻ, dù là diễn viên Huỳnh Hiệu Minh hay ông chủ Huỳnh Hiệu Minh thì mức độ hợp tác đều vô cùng cao. Nếu hôm nay không muốn làm việc thì có thể đi chơi hoặc đổi chỗ làm, vẫn là bạn. Nhưng tôi không thể, tôi có một công ty với nhiều nhân viên như vậy, tôi còn có gia đình của tôi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.